Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Kính thưa quý vị, thời gian gần đây ghi nhận liên tiếp các vụ việc trẻ nhỏ bị đối xử tàn tệ. Thực trạng này khiến cho nhiều người không khỏi đau lòng bởi các em còn quá nhỏ. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai vào nhà gọi bé dậy nhưng không được nên tác động liên tục vào người bé gái, khiến dân mạng phẫn nộ. Mặc dù cũng còn nhỏ nhưng bé trai đã có những hành động không tốt. Được biết sự việc xảy ra tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, chị Chu Thị Hồng Nhung, mẹ nuôi của bé gái bị đánh trong clip cho biết sự việc xảy ra vào ngày 14 tháng 4. Bé tên là TA, sinh năm 2021. Cháu bình thường đi học, thế nhưng hôm xảy ra sự việc là ngày Chủ nhật nên được nghỉ ở nhà với bà nội. Trưa hôm đó bé ngủ cùng bà và anh trai ruột, sau đó hai người này dậy trước còn TA thì tiếp tục ngủ. Tối 14 tháng 4 khi chuẩn bị đi ngủ thay đồ cho con, gia đình thấy những vết bầm tím trên người TA nên xem lại camera theo hình ảnh trong camera vào khoảng gần 16 giờ bé TA đang nằm ở nhà thì bé trai nhà hàng xóm tên là M sinh năm 2018 giang chơi cháu M chạy vào gọi bé gái dậy nhưng không được nên đã tác động liên tiếp vào người con bé thậm chí còn lấy dây đồ chơi tấn công vào người bé khiến cho bé gái liên tục khóc lớn chị Nhung cho biết sự việc xảy ra trong phòng đồ chơi của gia đình được đóng kín cửa thế nên bé TA khóc rất to nhưng bà nội không nghe thấy. Ngay sau khi phát hiện, người thân bé gái đã lập tức gửi clip cho gia đình nhà bé trai và gia đình họ đã phải sang xin lỗi. Theo chị Nhung, trước đây bé trai hàng xóm từng nhiều lần bế TA bỏ vào sọt đồ chơi rồi đậy nắp lại. Chị Nhung và mẹ đẻ của TA đã nói chuyện với bố mẹ của cậu bé hàng xóm để nhắc nhở con. Gần đây, chị thấy các cháu chơi với nhau không có vấn đề gì. Cậu bé hàng xóm cũng nhường đồ chơi cho TA và rủ cô bé sang nhà chơi. Đến trưa ngày 15 tháng 4, gia đình chị Nhung và bố mẹ của cháu trai đã đưa TA đi khám ở bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Rất may bé TA chỉ bị tổn thương mô mềm phần mông. Chị Nhung cho biết hiện tại tâm lý của cháu TA cũng tạm ổn, bé ăn được, ngủ được, không khóc, không ngủ mơ nhưng sợ gặp anh hàng xóm. Ngay khi đoạn clip được đăng tải, rất nhiều người xem bày tỏ sự bàng hoàng, phẫn nộ, đặc biệt là những bậc cha mẹ có con nhỏ. Nhiều người bình luận không dám xem hết clip và đã bật khóc khi nghe tiếng khóc thét của bé gái. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng đây là một lời cảnh báo từ các bậc phụ huynh về cách giáo dục con cái. Hiện tại vụ việc vẫn đang khiến cộng đồng mạng xôn xao. Tiến sĩ Chu Thị Hồng Nhung, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Giáo dục, giảng viên khoa các khoa giáo dục Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay: Xem clip tôi rất bất bình về hành vi này. Một đứa trẻ 6 tuổi tấn công liên tiếp lên đứa trẻ khác, một phần do người lớn không chỉ bảo đến nơi đến chốn, cũng có thể do ảnh hưởng bởi hành vi của bố mẹ mọi người xung quanh nên cậu bé ấy đã bắt chước. Tiến sĩ Hồng Nhung cũng nhấn mạnh quyền trẻ em là tất cả những gì trẻ em cần có để được sống và lớn lên một cách lành mạnh và an toàn. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, trẻ em là các đối tượng dưới 16 tuổi. Điều 1 Luật trẻ em 2016 có rất nhiều chuyển biến và non nớt về thể chất, tâm sinh lý. Do vậy đây là nhóm xã hội dễ bị tổn thương cần được quan tâm, bảo vệ và đảm bảo các quyền hợp pháp theo quy định. Bên cạnh đó, chính bố mẹ cũng phải đảm bảo quyền của trẻ em, hướng dẫn con tự bảo vệ bản thân và đặc biệt là không xâm hại đến người khác. Viện Y học ứng dụng Việt Nam nêu nguyên nhân hành vi bắt nạt được định nghĩa là những hành động mạnh mẽ, có tính chất thù địch, được sử dụng để đe dọa và làm người khác sợ hãi. Ở trẻ em hành vi bắt nạt tồn tại dưới một vài dạng khác nhau phụ thuộc vào độ tuổi và môi trường sống của trẻ. Những trẻ độ tuổi học đường thể hiện hành vi bắt nạt thông qua tranh luận, tấn công nhau, cấu véo bạn bè, đe dọa người khác, bắt nạt bạn bè có những hành vi gây dối và thách thức trong trường học khi trẻ xuất hiện những hành vi có tính chất bắt nạt và gây hấn đây vừa là hồi chuông cảnh báo vừa là một thử thách không nhỏ đối với gia đình nhà trường và những người chăm sóc trẻ tuy nhiên nên nhớ rằng trẻ em khi sinh ra không hề mang sẵn tính bắt nạt tất cả những hành vi tiêu cực tại thời điểm hiện tại là hậu quả từ rất nhiều những tác động từ môi trường xung quanh Chuyên gia tâm lý Trần Thanh Nam cho rằng hành vi bắt nạt của trẻ ngày nay chính là hệ quả của những hành vi tiêu cực của trước hết là cha mẹ, giáo viên và người lớn ứng xử với trẻ trước đây khi chúng còn nhỏ. Muốn con không hành xử tiêu cực, cha mẹ trước hết phải học cách quản lý cảm xúc của mình, phải ý thức rõ để tự học và tự thực hành kỹ năng làm cha mẹ tích cực. Tương tự ở trường, giáo viên cũng cần học cách kiểm soát cảm xúc bản thân để ứng xử với các em theo nguyên tắc kỷ luật tích cực. Nhìn nhận trẻ có hành vi bắt nạt như sự thiếu hụt các kỹ năng, cha mẹ và giáo viên thay vì quy gán con là đứa hư hỏng hay cháu là học sinh cá biệt hãy trang bị thêm cho các con kỹ năng như nhận diện và diễn giải vấn đề một cách khách quan giải quyết vấn đề linh hoạt nhận diện và hiểu cảm xúc người khác kiểm soát hành vi cảm xúc bản thân có thể thấy tình trạng trẻ em bị tấn công hay chút đòn roi đang rất đáng báo động. Trước đó vào chiều 12 tháng 3, công an thành phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị vừa triệu tập đối tượng Lê Đức Thắng sinh năm 1982, trú tại khu phố Bình Thiện, phường Tân Thiện thành phố Đồng Xoài lên cơ quan công an để làm rõ hành vi dạy dỗ bé trai bằng đòn roi gây bức xúc dư luận. Hiện công an thành phố Đồng Xoài đã thực hiện bắt khẩn cấp đối với ông Lê Đức Thắng để điều tra hành vi chút đòn roi dã dạ man cháu bé. Theo công an thành phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước, qua làm việc ông Lê Đức Thắng khai nhận mình là người trong clip và đã có hành động dùng tay chân tấn công liên tục vào người cháu LTA sinh năm 2015, con riêng của bà LTH gây thương tích. Nguyên nhân ban đầu theo ông Thắng khai nhận ông có với bà H hai người con. Còn cháu LTA là con riêng của ông bà Hát, ông Thắng và bà Hát cùng các con sinh sống với nhau tại phường Tân Thiện. Vào khoảng 18h40 phút ngày 8 tháng 3, khi bà Hát không có ở nhà, ông Thắng cho rằng cháu LTA nghịch ngợm, nói không nghe, cầm điện thoại nên chút đòn roi vào người và đầu cháu LTA gây thương tích. Sau khi về nhà thấy con bị thương, bà Hát đã đưa cháu LTA đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Bình Phước. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đồng Xoài đang củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật. Theo người trong gia đình, bình thường ông Thắng cũng là người cha chăm làm, lo cho vợ con chỉ có tật ăn nhậu. Về việc video xuất hiện trên mạng xã hội, bà Hát không phải là người đăng lên, mà là người trong gia đình đưa cho người thân xem, để anh chị em khuyên bảo ông Thắng đừng có hành động như vậy nữa với cháu bé. Theo chia sẻ của bà Hát, bà không phải là người đăng clip lên mạng và cũng không muốn sự việc xảy ra, đi quá xa như vậy. Trong gia đình cũng ghét hành vi chút đòn roi với trẻ và từ trước tới nay cả bên nội ngoại chưa xảy ra hành vi này. Khi cháu nằm điều trị, ông Thắng cũng có lên viện thăm cháu A, nhưng bà Hát không nói gì. Về sức khỏe của cháu A, sau 5 ngày xảy ra sự việc cháu A đã ổn định và muốn đi học trở lại với các bạn. Được biết sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo phường Tân Thiện đã tổ chức đến thăm hỏi động viên gia đình cháu A. thời gian gần đây đã liên tiếp xảy ra các vụ việc trẻ nhỏ bị tác động vật lý gây thương tích. Mặc dù đã có những chế tài răn đe những hành vi này, thế nhưng các vụ việc tương tự vẫn tiếp tục xảy ra, khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xảy ra vụ việc một người phụ nữ liên tục chút đòn roi vào người một bé trai khiến dư luận dậy sóng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt khẩn cấp bà Lê Thị Diễm Trang, 35 tuổi, tạm trú tại quận 12 để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Lê Thị Diễm Trang chính là người phụ nữ đã dượt đuổi cháu TPCT rồi chửi bới chút đòn roi dưới sự chứng kiến của nhiều người. Vụ việc người phụ nữ này tác động vào cơ thể bé trai cũng được camera an ninh ghi lại. Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Ủy ban nhân dân phường An Phú Đông, quận 12 đã chỉ đạo công an phường và các đơn vị liên quan đến địa chỉ nơi xảy ra vụ việc ở khu phố 3 để xác minh. Theo Ủy ban nhân dân phường An Phú Đông, mẹ cháu bé đã mất. Trong thời gian nghỉ hè, cha bé Tê đi làm nên có nhờ bà Trang ở nhà kế bên trông giữ và hướng dẫn ôn tập hè. Bà Trang cũng khai nhận đã làm như vậy với cho bé nhiều lần bằng chổi quét nhà, do bé không chịu học bài, xé sách vở, phá đồ trong nhà. Việc này cha cháu cũng biết nhưng không nói gì. Người đàn bà này cho biết, bé trai là con của đôi vợ chồng ở cạnh nhà. Thời gian qua cậu bé nghỉ hè, trong khi bố phải đi làm xa nên Trang được nhờ trông nom dạy dỗ. Từ tháng 6 đến nay, Trang đã dùng đòn roi với bé khoảng 10 lần. Nguyên nhân là trong quá trình dạy học cậu bé lì lợm không vâng lời. Đỉnh điểm là chiều hai hôm trước, Trang phát hiện bé trai không làm bài tập nên tức giận và có hành động như mạng xã hội lan truyền. Toàn bộ hành vi của Trang được camera an ninh ghi hình. Nhiều người trong xóm thấy cháu bé bị như vậy đã đến khuyên can. Tuy nhiên Trang lớn tiếng gây gỗ rồi tiếp tục dạy dỗ đòn do nạn nhân. Có thể thấy, Trẻ em vẫn đang đứng trước những nguy cơ bị đối xử tàn tệ. Những vụ việc trên đang gióng lên hồi chuông về vấn đề bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Không chỉ người lạ, chính những người gần gũi lại có thể là mối nguy hiểm với trẻ em. Mỗi gia đình cần chú ý quan tâm hơn nữa tới con cái để trẻ nhỏ không trở thành đối tượng của những vụ việc đau lòng. Thời lượng chương trình đến đây là kết thúc. Những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.